Dạ, xin chào tất cả các quý anh chị. Xin lỗi, xin chào tất cả các anh chị. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian để tham dự buổi webinar sáng ngày hôm nay. Đây là cái buổi webinar đầu tiên trong cái chuỗi webinar về miễn dịch và các điều cần lưu tâm ở trong tình hình chăn nuôi hiện nay tại Việt Nam. Do công ty Evolution Edition Việt Nam tổ chức lần lượt vào các ngày sáng ngày xin lỗi sao nó không chạy. Lần lượt vào các ngày 29 tháng 7 là ngày hôm nay, kế đến là ngày 11 tháng 8 và ngày 25 tháng 8 và cuối cùng là ngày 9 tháng 9 năm 2020 trên ứng dụng là Zoom, với các chủ đề khác nhau cho mỗi buổi webinar. EW Nutrition là một công ty đến từ Đức chuyên cung cấp các giải pháp về dinh dưỡng động vật cũng như các giải pháp về chăn nuôi không kháng sinh, đồng thời cũng cung cấp các giải pháp về quản lý các vấn đề rủi ro từ độc tố nấm mốc hay là cái nồi độc tố vi khuẩn. Đây là một công ty thuộc tập đoàn EW đến từ Đức, có trụ sở tại Wiesbaden. Mình là Trần Sĩ Trung, quản lý kỹ thuật khu vực vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương và cũng là người điều phối chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh mình là ban cố vấn đến từ trường Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Evolution Nutrition. Đây là những người hỗ trợ phần nội dung cũng như là phần kỹ thuật cho buổi webinar sáng hôm nay. Và bây giờ xin trân trọng giới thiệu đầu tiên là cô thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Năm, giảng viên bộ môn bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng đến từ trường Đại học Nông Lâm, cũng là diễn giả chính của ngày của webinar ngày hôm nay. Dạ, trân trọng xin mời cô Năm. Xin chào tất cả các anh chị. Thì được sự ủy thác của công ty EW Nutrition, tôi xin đại diện cho nhóm các thầy cô đang giảng dạy tại khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tới đây để chia sẻ với các anh chị một số cái thông tin về trết nhiệt trên con gia cầm. Và cảm ơn cô Năm, xin lỗi tại cái bị trục trặc trong vấn đề điều truyền. Kế đến là anh Châu Điền Nhật Minh, xin mời anh. Xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn, tôi là Châu Điền Nhật Minh, giám đốc của EW Nutrition ở Việt Nam. Hôm nay tôi rất vui và rất hoan nghênh được đồng hành cùng với tất cả các anh chị em và các bạn trong buổi hội thảo khoa học ngày hôm nay. Cảm ơn Minh. Và kế đến là mình xin giới thiệu cái chương trình của webinar ngày hôm nay. Nhưng cái màn hình nó bị cái đến là đầu tiên thì diễn giả Nguyễn Thị Thu Năm sẽ trình bày về stress nhiệt trên gia cầm trong 40 phút. Kế đến là phần chia sẻ giải pháp thực nghiệm trong việc phòng chống stress nhiệt trên gia cầm do anh Châu Đình Nhật Minh trình bày trong khoảng 10 phút. Tiếp theo là phần thảo luận hỏi và đáp diễn ra trong 20 phút, và cuối cùng là phản hồi về buổi webinar vào sáng ngày hôm nay 29 tháng 7. Nhưng mình xin lưu ý với quý anh chị là trong suốt buổi trình bày của diễn giả thì xin quý anh chị tắt microphone của cá nhân. Nếu các anh chị có câu hỏi thì xin vui lòng chọn cái bấm vào cái nút ở dưới màn hình, ở giữa và phần dưới màn hình có nút là Q&A, tức là question and answer. Thì nếu anh chị có câu hỏi thì bất cứ khi nào các quý anh chị đều có thể bấm vào nút đó để gõ cái câu hỏi của mình
vào phần hỏi và đáp, thì các câu hỏi của anh chị chắc chắn sẽ được xem và có thể sẽ được trình bày trả lời tức thời bởi diễn giả. Hoặc nếu như các câu hỏi của anh chị mà dài hoặc là cần một câu trả lời đầy đủ thì ban cố vấn sẽ trả lời các câu hỏi của anh chị trong các phần thảo luận và hỏi và đáp. Và cuối cùng thì công ty Edugenition sẽ có 3 phần quà dành cho 3 câu hỏi hay nhất mà cô Nguyễn Thị Thu Năm sẽ chọn ra để dành cho câu hỏi của quý anh chị. Và bây giờ thì một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị. Và bây giờ là xin dành thời gian cho buổi trình bày của cô Nguyễn Thị Thu Năm nói về stress nhiệt, một yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và sức khỏe của gia cầm. Ngoài nhiệt độ, các yếu tố khác trong từ khí hậu trường nuôi giống như là ẩm độ cao, amoniac cao, vân vân sẽ cùng tương tác với nhiệt độ làm tăng mức ảnh hưởng của stress nhiệt. Vì vậy, việc phòng chống stress nhiệt nhằm nâng cao năng suất và sức khỏe của chăn nuôi là một vấn đề rất cần lưu tâm. Và bây giờ xin mời cô Thu Năm. Kính thưa quý anh chị, thì hôm nay cái phần thực trình bày của tôi nó có 3 cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất là stress nhiệt và các ảnh hưởng của stress nhiệt trong cái chăn nuôi gia cầm. Thứ hai là những cái yếu tố tương tác tới cái nhiệt của gia cầm, và thứ ba là một số cái vấn đề chúng ta cần giải quyết trong cái việc mà hạn chế được cái hậu quả của stress nhiệt. Thì đầu tiên á, có một cái khái niệm mà chúng ta cần phải lưu ý là tiểu khí hậu chuồng nuôi. Nó không chỉ là stress nhiệt mà đây là một cái tổng thể của các yếu tố về môi trường có thể ảnh hưởng tới cái việc chăn nuôi gia cầm. Tiểu khí hậu chuồng nuôi bao gồm các yếu tố là nhiệt độ của chuồng nuôi, thứ hai là ẩm độ tương đối, và có một cái thông số mà các anh chị lưu ý là cái nhiệt độ và ẩm độ tương đối, hai cái yếu tố này nó tương tác với nhau để tạo thành một cái thông số mà chúng ta cần lưu ý là cái nhiệt độ cảm nhận của gia cầm. Nhiệt độ cảm nhận của gia cầm là nhiệt độ thật mà con gà nó phải cảm nhận, chứ không phải là nhiệt độ môi trường mà chúng ta sẽ đo được, ví dụ như là 25, 27 độ. Mà ở đây là sự tương tác giữa nhiệt độ và ẩm độ trong cái môi trường chăn nuôi. Yếu tố thứ ba là thành phần không khí, ví dụ như NH3, H2S hoặc là khí mà CO. Thứ tư là tốc độ không khí và cái chuyển động không khí. Ở đây chúng ta đang nói về độ thông thoáng của chuồng nuôi, nó có đủ thông thoáng hay không, và ánh sáng cũng ảnh hưởng lên cái việc stress nhiệt của cái con gia cầm. Thì đây là một cái ví dụ về cái chỉ số stress nhiệt và ẩm độ trên cái gà mái đẻ thương phẩm. Thì chỉ số stress nhiệt á, chúng ta tính bằng một cái công thức 0.6 nhân cái nhiệt độ ở cái bầu khô cộng 0.4 nhân cái nhiệt độ của bầu ướt. Nếu anh chị có một cái nhiệt kế ở trong chuồng nuôi có bầu khô và bầu ướt thì chúng ta có thể sử dụng cái công thức này. Và cái chỉ số này nó sẽ được chia ra
Và mấy anh chị nhìn trên cái màn hình chúng ta thấy màu xanh, đây là vùng nhiệt độ thoải mái mà cái con gia cầm không chịu bất kỳ một yếu tố stress nhiệt nào, có nghĩa là năng suất sản xuất của nó sẽ đạt tối ưu. Hai cái thông số này nó là có sự tương quan giữa cái nhiệt độ và cái ẩm độ. Ví dụ giữa cái nhiệt độ và ẩm độ chúng ta nhân với nhau thành con số là 68, 69 v.v. thì lúc này con gà hoàn toàn thoải mái. Khi mà cái chỉ số đó nằm từ 70 tới 75 có nghĩa là con gà chúng ta bắt đầu có hiện tượng stress nhiệt. Có điều stress nhiệt này rất là nhẹ và thông thường về mặt lâm sàng các anh chị sẽ không thấy biểu hiện, có nghĩa là con gà chúng ta chưa có tăng cái tần số hô hấp hoặc là chưa có những cái thay đổi về cái độ ẩm của phân, độ của phân hoặc là tăng cường cái lượng nước quá mức để mà chúng ta có thể thấy được. Mức thứ ba là chỉ số này từ 76 cho tới 80 là chỉ số mà con gà bắt đầu biểu hiện stress nhiệt và chúng ta thấy được bằng lâm sàng. Ví dụ tăng tần số hô hấp, ví dụ như nhiệt độ con gà tăng lên, giảm về cái năng suất hoặc là phân ướt vân vân, thì lúc này bắt buộc là người chăn nuôi phải tìm biện pháp để cải thiện các chỉ số này bằng nhiều phương pháp mà chúng ta sẽ bàn luận ở phía sau. Khi các thông số này mà cái chỉ số này mà nó nằm trên 81, từ 80 trở lên 81 nghĩa là con gà của anh chị có thể bị chết rất nặng và chết đột tử, cái hiện tượng đột tử, thì đây là một ví dụ trên cái con gà mái đẻ thương phẩm. Với cái hình ảnh này thì cho chúng ta thấy hai việc. Việc thứ nhất, con gà nó thải nhiệt chủ yếu bằng hơi thở và bốc hơi nước thông qua da ở các hệ thống mô mặt. Con gà không có tuyến mồ hôi giống như con người, cho nên khi nhiệt độ tăng lên, con gà sẽ phải tăng cường cái tần số hô hấp để thải nhiệt và làm mọi cách để mà thoát nhiệt thông qua các mao mạch ở ngoài vùng da. Cho nên cái con gà mà nó càng lớn và cái hệ lông nó càng dày thì cái việc thoát nhiệt thông qua cái hệ thống mao mạch ở ngoài da sẽ rất là kém, mà chủ yếu là thông qua tần số hô hấp. Cho nên lúc này các anh chị thấy là con gà mà tăng cái nhịp thở, đôi khi là buổi trưa nắng nóng mình thấy con gà mình toàn là há miệng ra thở mà hầu như ít có ăn hoặc uống. Một cái hình mà các bạn thấy ở kế bên là con gà mình có khuynh hướng là nó chùng cái chân xuống, xõa hai cánh ra để làm gì? Để mà tăng cái diện tích mà thoát nhiệt ở trên cái bề mặt da. Nó xõa hai cái cánh ra để mục tiêu là làm hở cái hai cái bên sườn nơi mà các hệ thống mao mạch sẽ được nở rộng ra để mà thoát nhiệt và đồng thời há hở ra thở. Thì cái động thái này nó sẽ càng ngày càng tăng tới khi mà mình thấy mắt của con gà đó giống như là nó lơ đễnh, có nghĩa là mức độ stress nhiệt rất là cao, rất là cao. Chúng ta đi vào những cái hậu quả của stress nhiệt. Trước khi đi vào hậu quả thì mình thay nhìn cái cơ chế của cái stress nhiệt nó làm cái gì, từ cái mức độ thấp cho tới cái mức độ cao. Nhìn từ bên ngoài là chúng ta thấy con gà của mình tăng cái nhịp thở. Chúng ta thấy gà mình nó tăng nhịp thở, thở há miệng ra thở giống như chúng ta mới vừa trao đổi. Và ở cái mức độ này thì cái việc tiêu thụ thức ăn sẽ giảm. Mức độ giảm tùy theo cái mức độ stress nhiệt, nhưng chắc chắn là sẽ giảm, dẫn tới là giảm cái năng suất sản xuất, bao gồm giảm tăng trọng, giảm cái tỷ lệ đẻ trứng. Đi vào sâu bên trong cơ thể thì chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là hệ thống đường ruột. Hệ thống đường ruột có làm mất đi cái sự liên kết giữa các nhung mao đường ruột tốt, làm tăng cái tính thẩm thấu của cái niêm mạc ruột, dẫn đến cái cơ chế chống bệnh của nó bị giảm đi, và lúc này tăng cái việc hấp thu các độc tố đã có sẵn trong đường ruột hoặc là những cái mầm bệnh ngay bản thân trong đường ruột sẽ được nhân lên và tấn công xuyên qua cái hệ thống nhung mao của đường ruột và gây bệnh. Về cái hệ nội tiết thì để chống lại cái hiện tượng stress nhiệt, một trong những cái hormone mà để chống lại cái hiện tượng stress nhiệt là glucocorticoid, nó sẽ tăng lên. Và chính cái glucocorticoid này tăng lên sẽ ảnh hưởng dây chuyền tới hệ thống miễn dịch, bởi vì glucocorticoid tăng lên thì ức chế hoạt động của các đại thực bào và các tế bào lympho.
cho nên cái hệ miễn dịch của cơ thể con gà nó sẽ bị giảm đi. Ngoài ra, cái việc mà tăng cái glucocorticoid này dẫn tới cái việc giảm hấp thu các khoáng trong cái khẩu phần thức ăn, trong đó cần phải lưu ý tới là canxi. Như vậy trước mắt á, và cái lượng canxi hấp thu sẽ bị giảm, đó, sẽ bị giảm. Ngoài ra cái canxi, một chút xíu nữa tới những cơ chế khác, chúng ta thấy là canxi nó được sử dụng cho cái việc điều hòa pH của máu, dẫn tới cái việc không sử dụng canxi cho cái sản xuất được một cách tối ưu. Gà chúng ta sẽ bị yếu xương, mềm xương, hoặc là cái trứng nó đẻ ra những cái vỏ trứng không đạt được cái chất lượng. Ngoài ảnh hưởng tới cái nội tiết tố để điều hòa quá trình stress, thì cái stress nhiệt này nó cũng làm giảm những cái hormone của sinh sản, ví dụ như cái estradiol, hoặc là những cái hormone ví dụ FSH, LH sẽ giảm. Thì những cái hormone này giảm kéo theo đương nhiên là năng suất sản xuất của con gà mái đẻ sẽ giảm, giảm đi cái số lượng nang noãn trưởng thành, giảm đi cái số trứng đẻ ra. Ngoài ra cái chất lượng của cái trứng cũng bị giảm, bao gồm giảm cái chất lượng của cái lòng đỏ trứng và giảm luôn cái tỷ lệ ấp nở. Cho nên khi mà stress nhiệt, nhất là con gà đẻ thương phẩm sẽ giảm cái số lượng trứng đẻ ra, sẽ giảm đi cái chất lượng trứng. Còn nếu trên cái con gà giống bố mẹ thì cái mức ảnh hưởng còn cao hơn nữa. Thêm một cái hai cái ảnh hưởng nữa là cái chất lượng của trứng mà mình đạt được để mình đi chọn ấp sẽ thấp, và tỷ lệ ấp nở sẽ thấp, kéo theo thấp. Thì ở đây là một cái cơ chế sâu hơn về cái việc ảnh hưởng của stress nhiệt lên cái sự tổn thương về hệ thống niêm mạc của đường ruột. Và như tôi nhắc lại một ý là chính vì cái việc này nó sẽ tiết ra những cái interleukin mà làm cho quá trình viêm, của chống lại quá trình viêm, tổn thương của hệ thống niêm mạc ruột sẽ bị giảm đi, và cái cơ chế chống bệnh của hệ thống niêm mạc đường ruột yếu giảm. Và điều này làm cho các độc tố của vi sinh vật trong đường ruột cũng như các con vi sinh vật mà bình thường, ví dụ như là E. coli, ví dụ Salmonella, ví dụ như là Clostridium perfringens đã có sẵn trong cái hệ vi sinh vật ở đường ruột, thì bây giờ nó sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ và đi sâu vào trong cái cơ thể của con gà thông qua cái việc xuyên qua cái hệ thống dung mao của đường ruột. Thì ở đây là một cái sơ đồ người ta tóm tắt lại cái những cái tổn thất của stress nhiệt, bao gồm như nãy giờ chúng ta nói là một là giảm cái năng suất sản xuất, giảm cái tính ngon miệng của con gà, cũng như là nó sẽ giảm ăn, giảm cái FCA. Thì trong cái bài báo này người ta ghi nhận được cái FCA có thể giảm từ FCA tăng, có nghĩa là cái sự tiêu tốn thức ăn của mình mất đi khoảng 10-12%, mất đi cái hiệu quả sử dụng thức ăn. Hoặc là cái tốc độ lớn của cái con gà có thể giảm tới 25%, hoặc là cái sản lượng trứng có thể giảm 8-10%, và trọng lượng trứng nó có thể giảm đi 4 gram khi mà nhiệt độ môi trường tăng lên 30 độ C. Giảm cái chất lượng của quả trứng, giảm cái chất lượng của quầy thịt, và khả năng tiêu hóa thức ăn giảm, cũng như là cái sự cân bằng acid base ở trong máu nó giảm đi. Ngoài ra nó còn làm cho những cái việc khác, ví dụ như là cái khả năng hấp thu cái chất khoáng nó bị giảm đi, trong cái việc mà hấp thu khoáng bao gồm canxi, bao gồm phốt pho trong cái việc tạo xương, hoặc là cái vỏ trứng nó bị giảm, làm cho cái chất độn chuồng, cái phân của mình đó, nó có nhiều nước hơn bình thường, có rất là nhiều nước. Và chính vì cái nhiều nước này nó sẽ làm cho cái ẩm độ chuồng nuôi của mình tăng lên, cái chất độn chuồng của mình sẽ rất là ướt. Và cái này nó kéo theo một cái hệ quả là chúng ta rất là khó trong cái việc phòng bệnh, bởi vì cái chất độn chuồng của mình đã, cái chất lượng của chất độn chuồng mình đã bị giảm, giảm cái tỷ lệ ấp nở tới khoảng 30% trên cái con gà giống chẳng hạn. Hoặc là làm cho chung gà chúng ta rất là dễ bệnh trong cái mùa nóng, rất là dễ bệnh. Những cái bệnh thường quy trong sản xuất, ví dụ như CRD, ví dụ như là E. coli, ví dụ bệnh thương hàn, thì nhân cơ hội này sẽ bộc phát và phát triển.
hoặc ngay khi những cái bệnh mà chúng ta có chủng ngừa, một cái quy trình chủng ngừa rất là đầy đủ và kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do sức khỏe của con gà không đủ để đáp ứng miễn dịch, cho nên là cái việc tạo thành miễn dịch của những cái bệnh đó cũng không có cao, đủ cao để mà chống bệnh. Vì thế, đôi khi là trong cái mùa nắng chúng ta cũng xảy ra những cái đợt dịch mà trong những cái bệnh xem như mình đã chủng ngừa một quy trình khá là chặt chẽ. Thì chính tất cả những cái điều này nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ chết của con gà chúng ta lên và thiệt hại rất là lớn về mặt kinh tế. Kéo theo đó là cái việc giải quyết cái vấn đề cũng khó khăn hơn trong cái việc rét nhiệt. Tương tự ở đây là một cái sơ đồ nói về các mức độ của rét nhiệt, từ cái việc con gà của chúng ta rét nhiệt nhẹ, tăng cái tần số hô hấp, dẫn tới nặng hơn là mất cân bằng cái hệ thống acid và bazơ ở trong máu. Sau đó là biểu hiện ra ngoài lâm sàng, ví dụ như là phân ứ, hoặc là con gà chúng ta sẽ giảm về năng suất, hoặc là dẫn tới những cái bệnh mà chúng tôi mới vừa trao đổi với các anh chị. Ở đây là một cái sơ đồ đang muốn diễn đạt về cái việc mà hiệu quả sử dụng thức ăn của con gà trong cái việc mà nhiệt độ thấp hơn cái nhiệt độ mà cần thiết để cho con gà có thể phát triển được. Đây là một cái khoảng nhiệt độ mà con gà nó có thể phát triển tốt. Còn đây là cái vùng mà nhiệt độ nó cao hơn cái nhiệt độ nhu cầu. Thì hai cái đường biểu diễn, đường thứ nhất là cái đường mà cái lượng ăn ăn vào, và thứ hai là cái đường thứ nhất là đường ăn ăn vào, và đường thứ hai là cái năng lượng mà nó dùng để điều hòa cái yếu tố về cái môi trường, về nhiệt độ của nó. Thì như quý anh chị thấy á, ở trong cái khoảng này thì nó sẽ mất nhiều năng lượng để sưởi ấm cơ thể, bởi vì nhiệt độ của nó thấp hơn là cái nhiệt độ cần thiết của nó. Còn ở cái phía bên tay phải này thì nó cũng phải mất đi một cái lượng năng lượng lớn trong cái khẩu phần của nó để điều hòa cái nhiệt độ, có nghĩa là làm tỏa nhiệt đi. Thì cái khu vực mà cái đường lai đỏ này á, là cái vùng mà nó sử dụng thức ăn một cách tối ưu, có nghĩa là cái lượng thức ăn để mà điều hòa cái yếu tố về môi trường ít nhất, và cái phần còn lại sẽ sử dụng cho cái việc phát triển về năng suất, phát triển về trọng lượng hoặc là sản xuất tốt nhất của cái con gà. Thì như vậy, tóm lại một số cái tác hại của rét nhiệt bao gồm gì? Thứ nhất là nó mất tính ngon miệng, cho nó không ăn, nó ăn ít. Và nó hạn chế cái việc cử động, và đồng thời uống rất là nhiều nước để tỏa nhiệt. Và như vậy người ta thấy là cứ bốc hơi 1 gram nước thì nó sẽ mất đi 540 cái calorie năng lượng để duy trì. Và cái năng lượng này mất đi, đương nhiên sẽ mất đi cái năng lượng để phát triển cái trọng lượng cơ thể hoặc là năng suất sản xuất trứng. Chính vì vậy, hậu quả đầu tiên là giảm tăng trọng và giảm năng suất sản xuất. Thứ hai, đi vào sâu bên trong cơ thể, chính vì nó tỏa nhiệt quá nhiều cho nên nó mất đi những cái ion trong cơ thể, bao gồm ion kali, ion natri, nó mất đi, mất cân bằng cái hệ thống acid bazơ ở trong máu. Chính vì vậy, và đồng thời nó thở nhiều, cho nên chính vì tăng tần số hô hấp thì lượng CO2 nó thải ra ngoài nhiều, cho nên pH máu của nó từ thông thường pH máu con gà thiên về hướng acid thì bây giờ pH máu nó kìm. pH máu kìm kéo theo một chuyện là cơ thể bắt buộc phải điều chỉnh cái pH này. Thành thử canxi thông thường nó tham gia vào cái vai trò là tạo xương và bỏ trứng, thì bây giờ bắt buộc canxi bỏ đi cái vai trò tạo xương và bỏ trứng này mà phải tham gia vào cái việc cái chu trình điều chỉnh pH máu đó. Cho nên cái lượng canxi trong cái cơ thể không đủ để mà tạo xương và vỏ trứng, mà bắt buộc phải tham gia vào cái chu trình gọi là cân bằng pH máu. Chính vì vậy, xương của con gà của các anh chị sẽ yếu và vỏ sẽ mỏng. Ngoài ra, rét nhiệt sẽ làm tổn thương cái màng lipid của tế bào gan. Cho nên đa phần khi con gà bị rét nhiệt, các anh chị mổ con gà ra, chúng ta thấy gan sưng to và có cái biểu hiện bở và nhạt màu, bởi vì lúc này gan đã nhiễm bở. Và khi mà gan nó tổn thương như thế này thì đương nhiên nó kéo theo một dây chuyền là cái việc tổng hợp các chất
ví dụ như là tổng hợp các protein vân vân ở gan cũng bị ảnh hưởng, cho nên lúc này là cái con gà của anh chị đôi khi nó sẽ bị giống như là đột tử do cái gan nó hư quá nặng. Và nếu như cái nhiệt độ của con gà, nhiệt độ con gà bình thường là 41-42 độ C, nếu nhiệt độ trong cơ thể nó tăng lên hơn 4 độ thì con gà của anh chị sẽ biểu hiện là đột tử. Thì thông thường á, chúng ta có một cái công thức chung là khi con gà ở cái điều kiện ổn nhiệt là xung quanh 20 độ C thì nó cứ ăn một lượng ăn thì nó sẽ uống hai lượng nước, có nghĩa là tỷ lệ nước và thức ăn sẽ là 2:1. Tuy nhiên khi mà cái con gà của các anh chị mà nó bị nhiệt độ nó tăng lên, ví dụ 26 độ C thì cái lượng ăn và uống nó không còn là tỷ lệ 2:1 mà nó là 2:5:1. Còn nếu nhiệt độ nó tăng lên đến 37 độ C thì nó uống 5 và nó chỉ ăn 1. Điều này nó dẫn tới cái chuyện gì? Thì con gà nó càng uống nhiều nước thì nước nó phải bắt buộc thải ra bên ngoài thông qua cái việc mà bốc hơi nước, thoát hơi của cái thông qua cái việc mà thoát hơi nước qua cái hệ thống hô hấp hoặc là thải ra phân và làm cái ẩm độ chuồng nuôi chúng ta tăng lên, mặc dù là ngay trong mùa nắng nhưng mà ẩm độ chuồng nuôi chúng ta tăng lên rất là nhiều. Thứ hai là khi con gà mình nó thở dốc, có nghĩa là tăng cái tần số hô hấp, thì như vậy cái việc mà cái hệ thống hô hấp chống lại cái bụi, nhất là những cái bụi hô hấp là những cái bụi mà nhỏ hơn 50 micron á, nó sẽ được đi vào trong cái đường hô hấp một cách trực tiếp và nhiều hơn. Ví dụ như trong bụi đó nó có những cái con vi khuẩn Mycoplasma, hoặc là nó có những cái bào tử nấm, hoặc là những cái con virus khác, thì cái mầm bệnh đó sẽ đi vào trong hệ thống hô hấp dễ dàng hơn và nhanh hơn, làm cho chúng ta, gà của chúng ta sẽ dễ bị bệnh đường hô hấp. Tương tự, nhắc lại một ý là những con vi sinh vật đường ruột, những cái con này thông thường đã có sẵn ở trong hệ thống đường ruột, nhân cơ hội đó mà phát triển để gây bệnh. Như vậy, trước nhiệt nó gây ra hai cái hiệu quả, cái hậu quả thứ nhất mà chúng ta thấy trực tiếp, người chăn nuôi sẽ thấy rõ là giảm hiệu quả thức ăn. Thứ hai là giảm cái sản lượng trứng. Một số cái tài liệu nghiên cứu người ta thấy rằng khi con gà mình bị trước nhiệt trong một thời gian dài thì sản lượng trứng có thể giảm hơn 30% và trọng lượng trứng cũng bị giảm theo. Những cái hậu quả khác đi theo cái trước nhiệt bao gồm tăng lượng nước tiêu thụ. Một khi tăng lượng nước tiêu thụ thì phân sẽ loãng và chất độn chuồng chúng ta sẽ bị ẩm. Trứng bẩn này sẽ dẫn tới cái thời gian bảo quản trứng trong cái sản xuất sẽ thấp hơn, hoặc là cái việc mà chúng ta xử lý trứng để trước khi đưa vào trong cái hệ thống thống máy ấp nở sẽ mất nhiều công hơn, và đương nhiên là cái tỷ lệ ấp nở sẽ bị ảnh hưởng. Suy giảm chức năng miễn dịch và ảnh hưởng cái hiệu quả của chủng ngừa vaccine. Và trong quá trình mà mùa nắng thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái đàn gà nó nổ những cái dịch bệnh, ví dụ như là viêm phế quản truyền nhiễm, hoặc là ngay cả những cái bệnh mà chúng ta đã chủng ngừa rất là chặt chẽ như là Newcastle vân vân đều có xảy ra trong cái môi trường chăn nuôi của Việt Nam chúng ta. Sau đây là một số cái thử nghiệm về cái ảnh hưởng của trách nhiệt lên cái năng suất sản xuất của con gia cầm. Cụ thể ở đây là chúng ta đang nói về cái con gà giống, giống của con gà thịt thương phẩm. Thì cái nhóm gà này á, người ta cho tiếp xúc ở nhiệt độ 37 độ C, ẩm độ 70%, 6 giờ trong một ngày, và cho tiếp xúc như vậy trong một cái tiến trình là 10 ngày. Thì người ta thấy rằng trọng lượng của nó đó bắt đầu giảm ngay sau 3 ngày cho tiếp xúc là trọng lượng của nó bắt đầu giảm, và lượng ăn nó cũng giảm đi. Và kết quả cuối cùng á, là trọng lượng giảm 138 gram, ăn giảm 36,74 gram, và lượng nước tăng lên là 55,7 ml trong 10 ngày cho tiếp xúc với nhiệt độ 37 độ C, mà một ngày là cho tiếp xúc 6 giờ. Tương tự như vậy, với cái thí nghiệm này thì người ta bắt đầu đo nhiệt độ ở những cái vùng da mà ví dụ như da cổ, da lưng và ống chân.
thì người ta thấy là ngay khi mà cho tiếp xúc thì cái nhiệt độ ở các vùng đo này nó đã tăng lên. Và ở đây á, là người ta đo lường những cái lượng ví dụ protein, glucose, cholesterol và hai cái khoáng quan trọng trong cái việc sản xuất là sản xuất của con gà đẻ là canxi và phospho ở trong máu. Thì người ta thấy rằng cái lượng cholesterol nó sẽ được tăng cao, nó sẽ tăng cao. Thứ hai là mình thấy là lượng canxi ngay sau khoảng 3 ngày là mình thấy lượng canxi và phospho đã giảm, giảm thấp ở trong cái máu của cái con gà. Một số cái thông số về cái tỷ lệ đẻ của gà, về cái trọng lượng trứng, về cái chỉ số của cái trứng, về cái độ dày của vỏ trứng, và cái sự tổn thương của các trứng mà có cái sự tổn thương trên cái vỏ trứng, thì chúng ta thấy một cái tình hình chung là ảnh hưởng lên hầu hết các thông số này. Trước mắt là mình thấy được là cái tỷ lệ đẻ của cái con gà nó giảm thấp hơn so với cái con gà mà không có bị ảnh hưởng. Từ cái số chung là 22 tới 38 thì mình chỉ thấy là cái mức ảnh hưởng khá là lớn. Tương tự những nghiên cứu của các tác giả về cái sự ảnh hưởng của cái trách nhiệm lên cái tỷ lệ đẻ, cái lượng cám ăn hoặc là cái trọng lượng của lòng đỏ và độ dày của vỏ trứng. Thì ở đây nó bao gồm hai cái thông số người ta muốn đo lường. Một là ảnh hưởng trách nhiệt lớn hay không. Và thứ hai là các giống gà đó. Ở đây nó có những cái giống gà như là Brown W98, W36. Thì người ta xem là nó có... nó có ảnh hưởng hay không? Xin lỗi các anh chị. Nó có ảnh hưởng hay không? Và có cái yếu tố liên quan về giống ảnh hưởng tới cái trách nhiệm này hay không? Thì thứ nhất á, là tương tự như các thí nghiệm khác là có ảnh hưởng tỷ lệ đẻ. Nó có ảnh hưởng. Và thứ hai là giống nó có liên quan tới cái trách nhiệm. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là ba cái giống thì các con số của mình là 58, 71, 64. Như vậy là cái giống mà W, cái dòng mà W98 là nó chịu đựng cái trách nhiệm tốt hơn so với các dòng khác. Ở đây tiếp theo là một cái thí nghiệm nữa, một cái khảo sát nữa về cái năng suất sản xuất cũng như là chất lượng của cái trứng trên một cái nhóm gà lơ go và lúc này là 31 tuần. Người ta cho tiếp xúc 12 giờ trong một ngày và trong 15 ngày ở 42 độ cộng trừ 3 độ và sau đó đưa về 24 tới 26 độ C để xem thì các thông số liên quan như thế nào. Thứ nhất là vì nhiệt độ của cơ thể, thứ hai là năng suất sản xuất và thứ ba là cái trọng lượng của trứng. Thì với cái sơ đồ ở đây là cái lô đối chứng, có nghĩa là cái lô mà không cho tiếp xúc với nhiệt độ cao thì chúng ta thấy là nhiệt độ cơ thể của nó thấp hơn cái lô cho tiếp xúc nhiệt độ cao. Cái năng suất sản xuất trứng của con gà mà bị ảnh hưởng bởi trách nhiệt nó biến đổi và đương nhiên là thấp hơn so với nhóm đối chứng. Hoặc là trọng lượng trứng của cái nhóm gà mà cho tiếp xúc nhiệt độ cũng thấp hơn. Hầu hết tất cả các giai đoạn đều thấp hơn so với lô đối chứng. Thứ hai là người ta đo lường, sau đó người ta mổ khám, người ta đo lường cái số lượng cái nang noãn mà trưởng thành trong cái buồng trứng của con gà. Thì đương nhiên như các anh chị cũng biết, nếu cái số lượng nang noãn trứng nó lớn, nó nhiều thì cái năng suất sản xuất con gà mình nó sẽ nhiều. Thì ở đây giữa hai lô, một cái lô là đối chứng và một cái lô là cho tiếp xúc với nhiệt độ, thì chúng ta thấy là cái số lượng nang noãn trưởng thành trong buồng trứng của cái lô không tiếp xúc với nhiệt độ nhiều, khoảng 8 cái nang noãn. Thì ở đây á, cái số lượng của nó chỉ còn khoảng 6 hoặc là ở cái giai đoạn sau chỉ còn có 3 cái
cái nang noãn trưởng thành thôi. Và cái trọng lượng của cái nang noãn cũng bị giảm thấp đi. Và trọng lượng nang noãn mà trước khi mà trứng nó rụng thấp đi thì đương nhiên sẽ ra được một cái trứng cái trọng lượng thấp. Hai cái nội tiết tố liên quan tới cái việc sản xuất của cái nội tiết tố về sinh sản là cái FSH và LH, là hai cái nội tiết tố mà nó liên quan tới việc mà lớn lên của cái nang noãn. Thì chúng ta thấy là nó có sự thay đổi, tuy nhiên nó không có quá nhiều. Ví dụ như LH thì nó có ảnh hưởng, nhưng mà FSH là nó không có quá nhiều. Nhưng mà đi vào những cái lượng, ví dụ như là estradiol, estradiol tương tự như là cái estrogen của con gà trên cái động vật phủ nhũ, hoặc là cái testosterone trên cái con gà trống để phát triển cái hệ thống tinh trùng, hoặc là cái progesterone trong máu của cái con gà mái, thì tất cả ba cái nội cái hormone này đều giảm thấp trên cái con gà bị trết nhiệt. Thì như vậy tóm lại với cái phần đầu tiên là chúng ta đã đi qua về trết nhiệt và ảnh hưởng, thì tôi tóm lại các ý như thế này. Thứ nhất là trết nhiệt sẽ làm giảm cái hiệu quả sử dụng thức ăn. Trết nhiệt sẽ làm giảm cái năng suất, bao gồm tăng trọng và sản xuất cái trứng trên cái con gà đẻ thương phẩm, hoặc là giảm cái năng suất sản xuất trứng và tỷ lệ ấp nở trên cái con gà giống. Thứ hai là nó làm cho cái môi trường chăn nuôi chúng ta kém hơn, thông qua cái việc mà bốc hơi nước, thông qua cái việc mà phân của con gà của mình ẩm. Cho nên các anh chị quản lý về cái chất độn chuồng sẽ khó khăn hơn. Con gà chúng ta sẽ dễ bệnh hơn, bao gồm cả bệnh trên hệ thống hô hấp lẫn hệ thống tiêu hóa đều sẽ dễ bị bệnh hơn. Cho nên trong giai đoạn này chúng ta hay thấy con gà mình thở khó, khò khè hoặc là tiêu chảy nhiều hơn. Những cái vấn đề này sẽ chung quy lại sẽ làm mất đi rất là nhiều về cái giá trị kinh tế trong chăn nuôi của các anh chị. Ngoài cái nhiệt độ trực tiếp mà chúng ta đo lường được thông qua cái nhiệt kế mà các anh chị gắn ở chuồng, ví dụ như nhiệt độ chúng ta là 25 độ, 27 độ hoặc là 30 độ, hoặc là trên những cái bóp mà mấy anh chị để ở cái chuồng lạnh, thì nó còn các yếu tố mà sẽ tương tác tới cái nhiệt độ mà các anh chị đo lường được đó để dẫn tới con gà các anh chị có trết nhiệt thật sự hay không. Thì như ngay từ đầu tôi có đề cập tới một cái từ mà chúng ta dùng, đó là nhiệt độ cảm nhận, có nghĩa là nhiệt độ mà chúng ta cảm, cái con gà nó cảm nhận được, nó có thể khác so với cái nhiệt độ mà chúng ta đo lường trong môi trường bằng cái nhiệt kế. Mà một cách đơn giản nhất mà chúng tôi có một cái ví dụ cho mấy anh chị nè. Ví dụ bây giờ mà đang trời nắng mà sau đó có một cái cơn mưa đổ xuống, thì mặc dù cái nhiệt độ môi trường vẫn là 30 độ C, các anh chị đo lường cái nhiệt độ mà treo trong tường nhà của mình á, mình vẫn thấy là 30 độ C. Nhưng sau cái cơn mưa thì mấy anh chị thấy là người mình rất là khó chịu, mình oi bức và mình đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì mặc dù cái nhiệt độ đo trên tường nhà mình vẫn là 30 độ, nhưng lúc này cái nhiệt độ các anh chị cảm nhận không phải là 30, mà nhiệt độ anh chị cảm nhận có thể là tăng lên 2 hoặc 3 độ tùy theo là cái ẩm độ của mình nó tăng lên bao nhiêu. Và sự tương quan giữa nhiệt độ và ẩm độ, nó có một cái công thức để đo lường là nhiệt độ, ở đây chúng ta sử dụng là nhiệt độ F cộng với ẩm độ, mà cái số này á, trên 160 sẽ là trết nhiệt, sẽ là gây trết, và con số càng lớn thì mức độ trết nhiệt càng cao. Cái ẩm độ tương đối mà các anh chị đo lường được trong cái nhiệt ẩm kế á, mà nhiệt cái ẩm độ lý tưởng nhất cho con gia cầm là nằm từ 60-70%. Nếu con số dưới 60 nó cũng không có tốt. Không có tốt không phải là do ở con gà mấy anh chị không tốt, nhưng mà nếu mà cái ẩm độ mà dưới 60, ví dụ như ẩm độ 55, thì cái môi trường chăn nuôi chúng ta sẽ rất là nhiều bụi. Rất là nhiều bụi, và bụi đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con gia cầm, chứ không phải ẩm độ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con gia cầm, mà chủ yếu là bụi. Có điều trong cái điều kiện sản xuất Việt Nam chúng ta hầu như không có cái ẩm độ nằm ở dưới 60 đâu, mà đa phần ẩm độ chúng ta là đang bị cao do chúng ta là nước nhiệt đới. Nếu ẩm độ trên 70
là bắt đầu sẽ làm cho con gà chúng ta sẽ bắt đầu stress, bởi vì cái mức độ mà thải diệt sẽ bị kém đi. Thì ẩm độ trong chuồng nuôi là do đâu? Thứ nhất, 75% hơi nước ở trong chuồng nuôi bắt nguồn từ phân gà và hơi nước thải ra trong quá trình hô hấp. Có nghĩa là 75% này nó xuất phát nội tại từ ngay trong chuồng gà chứ không phải là từ bên ngoài đưa vào. Cho nên để khống chế ẩm độ, chúng ta làm sao phải khống chế tối đa con số này. Có nghĩa là lượng nước trong phân gà chúng ta phải khống chế làm sao cho nó bớt ướt, hoặc là ít ướt đi, hoặc là không ướt nữa. Và chúng ta cố gắng hạn chế tối đa cái nhiệt độ trong chuồng để làm sao con gà mình ít uống nước, ít bốc hơi nước, thì lúc đó ẩm độ trong chuồng mình sẽ được kiểm soát tốt hơn. Ngoài 75% này, chúng ta còn có 20-25% cái ẩm độ từ cái mặt đất, từ cái chất độ chuồng, từ cái môi trường ẩm. Cho nên một trong những cái quy cách mà chúng ta xây dựng chuồng, cái nền chuồng bao giờ cũng phải cao hơn so với cái nền chung trong cái khu vực mà các anh chị xây chuồng. Ví dụ như thường người ta kêu là cao hơn bao nhiêu, thì cái con số lý tưởng là cao hơn khoảng mình hay gọi là 50 cm, là nửa thước á, từ 20 thì cái chuồng, cái chất độ chuồng, cái nền chuồng chúng ta sẽ dễ kiểm soát hơn. Một số cái trang trại mà khi nhóm tụi tôi đi tới tham quan á, thì có một cái điểm mà chúng ta tạm gọi là sai á, là trong một cái khuôn viên đất thì mình lại xây một cái chuồng nó nằm ở cái vùng đất thấp nhất và làm sâu. Có nhiều trại chúng tôi đi thì chúng tôi thấy là sâu ở dưới khỏi cái mặt đất khoảng chừng 3-4 tấc vậy đó. Thì những cái chuồng đó chúng ta sẽ khó kiểm soát cái ẩm độ của chất lượng chuồng hơn so với chúng ta nâng cái nền chuồng cao hơn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm 10-15% không khí từ bên ngoài để đưa vào, có nghĩa là từ cái môi trường xung quanh đưa vào trong cái chuồng để làm ẩm độ. Thì đây là một cái đo lường về cái việc bốc hơi nước, để mấy anh chị thấy là ví dụ người ta có một cái đo lường này, 20.000 con gà với trọng lượng là 1,8 kg, thì cái năng lượng mà nó tỏa ra trong cái chuồng nuôi bằng 3 cái máy sưởi của các anh chị á, bằng 3 cái máy sưởi ấm, kèm theo là gần 4 khối nước cho một ngày được bổ sung vào trong cái ẩm độ, chất độ ẩm độ trong chuồng nuôi của anh chị. Xin nhắc lại, 20.000 con gà trọng lượng 1,8 kg, thì một ngày cái lượng nước nó tỏa ra khoảng chừng 4 khối ở trong chuồng nuôi của anh chị, rất là lớn. Mà cái này thì chúng ta không có nhìn thấy được bằng cái mắt. Thì nhiệt độ thấp mà ẩm độ cao á, thì con gà sẽ tăng tỏa nhiệt và da cầm bị lạnh. Còn nhiệt độ cao, ẩm độ cao thì con gà chúng ta sẽ cản trở bị tỏa nhiệt. Và lúc này trong cơ thể con gà sẽ sinh ra các gốc tự do cao. Và lúc này sinh gốc tự do cao thì nó làm tổn thương các tế bào ở mức độ tế bào. Ví dụ như là những cái màng lipid trong tế bào gan và gây thiệt hại các tế bào gan, có nghĩa là tổn thương các tế bào gan, làm hư gan. Và vi sinh vật thì sẽ phát triển rất là tốt trong môi trường ẩm độ cao này. Thì các yếu tố làm tăng cái ẩm độ của chuồng nuôi giống như chúng tôi nói rồi đó, nhiệt độ cao, gà uống nhiều nước. Uống nhiều nước thì phân nó sẽ có nhiều nước và thải ra bên ngoài. Ẩm độ không khí cao, lượng muối trong thức ăn nó cao thì con gà chúng ta cũng sẽ uống nhiều nước, và nước nó bị ô nhiễm vi sinh vật làm cho con gà nó bị viêm cái đường tiêu hóa, thì cái phân của nó cũng sẽ nhiều nước. Ngoài cái ẩm độ, các không khí khác, ví dụ như là thành phần của không khí bao gồm nitơ và bao gồm oxy, là những cái không khí là những cái thành phần thường quy trong cái bầu không khí, thì chúng ta còn có các loại khí khác mà nó có thể xuất hiện trong cái chuồng nuôi của mình, bao gồm cái CO2. CO2 có từ đâu? CO2 có từ cái việc mà con gà hô hấp thải ra trong cái môi trường mình. Và cái hàm lượng CO2 trong không khí được sử dụng để đo lường hiệu quả của thông gió. Nếu như cái lượng CO2 trong chuồng ta quá cao, có nghĩa là chuồng của mình không đủ độ thông thoáng. Hoặc là cái ammoniac. Ammoniac là một cái chất mà sản phẩm của cái quá trình phân hủy những cái protein trong cái thức ăn, và nó sẽ được thải ra ngoài phân. Đây là một cái không khí, một cái khí mà nhẹ, cho nên nó sẽ bay lên,
bay lên trên cái tầng trên của không khí, cho nên là con gà chúng ta ở mặt trên sẽ dễ bị cái ảnh hưởng của ammoniac. Và ammoniac này á, khi mà mấy anh chị thấy hàm lượng nó cao á, thì con gà nó hay chảy nước mắt, là bởi vì cái ammoniac này á, nó tiếp xúc với niêm mạc, trong đó có nước, nó sẽ gây ra một cái phản ứng hóa học làm cho tạo nên cái chất mà gây phỏng ở niêm mạc, ở tùy thêm mức độ. Cho nên là con gà chúng ta mà có cái ammoniac này á, nó sẽ dễ bị chảy nước mắt, và sâu bên trong nữa nó sẽ làm liệt cái hệ thống lông rung của đường hô hấp, dẫn tới cái việc chống bệnh của nó sẽ thấp hơn. Thì cái hàm lượng ammoniac này phụ thuộc vào cái độ thông gió, phụ thuộc vào nhiệt độ, phụ thuộc vào ẩm độ tương đối và mật độ chăn nuôi của chúng ta mà cái lượng ammoniac cao hay là thấp. Và đây là một số cái thông số về cái lượng ammoniac mà nó có thể ảnh hưởng tới con gà, từ cái việc mà giảm năng suất sản xuất, giảm tăng trọng, hoặc là gây những cái bệnh tích ở trên đường hô hấp, hoặc là bệnh tích ở mắt. Thì nhìn chung nếu như cái lượng NH3 mà nó từ trên 50 ppm, nghĩa là lúc này chúng ta sẽ thấy được hậu quả của nó trên cái con gia cầm sẽ lớn. Và lúc này nếu mà người nào mà tin á, bước vào chuồng, người ta sẽ nghe được cái mùi khai của ammoniac. Và khi với cái NH3 này nó cao thì cái hệ thống miễn dịch nó cũng bị sẽ giảm, như nãy tôi nói, liệt lông rung của hệ thống đường hô hấp, và các hoạt động của các đại thực bào ở dưới lớp màng nhầy đường hô hấp gần như hoạt động sẽ bị kém hoặc không hoạt động được. Khí H2S, H2S là một cái khí mà được giải phóng từ cái việc mà tiêu hóa những cái protein có lưu huỳnh ở trong khẩu phần thức ăn, và nó được bài thải ra ngoài thông qua cái dạng mà chúng ta hay để ý là phân xác. Và cái khí này nó hôi và nó có khả năng gây độc, cho nên khi bước vào trong một cái chuồng mà nhiều phân xác, một mùi hôi, thì cái chúng ta thấy là nó sẽ rất là khó chịu, và đương nhiên con gà của mình nó cũng sẽ khó chịu. Ở đây là một cái bảng về tiêu chuẩn khí cho nhà nuôi, cho cái nhà nuôi gia cầm ở châu Âu, thì các anh chị xem để mà chúng ta có thể tham khảo mà đo lường trong cái trang trại của nhà mình. Chúng ta đi qua một cái bước thứ ba là một số cái cách mà chúng ta có thể phòng rét nhiệt từ khi mà chúng ta thiết kế chuồng trại, hoặc chúng ta có những cái đã chuồng trại đã xây xong rồi thì mình có những cái biện pháp nào để cải thiện. Thì các vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc cải thiện rét nhiệt bắt đầu từ cái việc thiết kế chuồng trại. Thiết kế cái chuồng trại đó phải thiết kế như thế nào? Ví dụ độ cao của chuồng phải tối thiểu là 3 mét, phải đi theo cái hướng đông tây chẳng hạn, vân vân. Kiểm soát cái chế độ cho ăn và kiểm soát chế độ về dinh dưỡng, kiểm soát nước, kiểm soát cái chất độn chuồng, cung cấp cái vitamin, cung cấp khoáng, cung cấp điện giải, cung cấp probiotic và hỗ trợ gan cho con gà. Thì cụ thể các bước nó như thế này. Thứ nhất là về thiết kế quản lý chuồng. Ngay từ bước đầu mà chúng ta thiết kế một cái chuồng đó, thì các tác giả mà thiết kế về chuồng trại, người ta khuyên là nếu mà được á, trong cái điều kiện đất của mình tương đối là thoải mái á, thì cái chiều dài nên từ đông sang tây. Chủ yếu là chúng ta né bớt đi cái nắng, ánh nắng mặt trời của cái buổi trưa và buổi chiều chiếu thẳng vào chuồng, và chiều rộng từ bắc xuống nam để mà tăng cái độ thông thoáng. Nếu như chúng ta đang xây là cái chuồng hở, chuồng kính cũng tương tự như vậy, để cho cái nhiệt từ bên ngoài nó ít nhất trong cái việc ảnh hưởng tới nhiệt độ bên trong của chuồng. Thứ hai là chúng ta phải sử dụng những cái máy cách nhiệt, ví dụ như là nó có những cái sơn cách nhiệt hoặc những cái lớp cách nhiệt, thì người ta nghiên cứu là người ta thấy là 60% cái hơi nóng từ bên ngoài á, nó ảnh hưởng vô chuồng thông qua cái mái nhà. Cho nên là cái mái cách nhiệt rất là quan trọng. Và khi mà người ta chỉ cần dán hoặc là sơn mái nhà với một cái lớp phủ để phản chiếu cái nhiệt độ đó đi, có nghĩa là làm cho cái nhiệt độ nó tỏa ngược lên á, thì nó giảm nhiệt độ trong nhà được tới 2 độ C. Và cái điều này ở trong chuồng nuôi của mình á, là nó cải thiện rất là lớn. Độ cao của cái mái nhà tối thiểu phải là 3 mét. Nếu là chuồng hở thì người ta khuyên mình làm mái đôi, có nghĩa là có một cái mái nhỏ ở trên
rồi một cái máy lớn ở dưới. Khoảng cách giữa hai cái máy này á, nó xa nhau là khoảng chừng 25-30 cm để cái không khí nó tỏa qua cái lớp cách này nè, thì cái nhiệt độ trong chuồng sẽ rất là sẽ được giảm đi rất là nhiều. Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái hệ thống hút trên mái nhà để hút đi cái nhiệt độ nóng đi ra bên ngoài. Và độ dốc của mái thì ngay cái điểm cao nhất của mái nhà là 3 mét, thì cái mái ngay cái điểm sàn cuối cùng của cái mái, điểm thấp nhất của nó thì khoảng đạt được là cỡ 2 mét. Phần nhô ra của mái nhà, đặc biệt là cái phía mà ánh nắng mặt trời buổi chiều á, phải ít nhất là 1,5 mét. Và một số trang trại mà chúng ta không có sẵn được cái mái như thế này ngay từ thiết kế, thì trong mùa nắng chúng ta cũng tìm nên những cái vật liệu để mà chúng ta che ra cho nó rộng ra để hạn chế tối đa cái việc mà ánh nắng mặt trời xuyên vào trong chuồng nuôi. Với những cái trại hở, thì một trong những cái biện pháp mà các anh chị sử dụng trong mùa nắng là chúng ta phun nước trong chuồng để giảm nhiệt độ của chuồng nuôi. Thì cái phun nước trong chuồng, tôi dùng từ phun nước là bởi vì các anh chị sử dụng những cái bếp giống như là trong những cái quán ăn vậy đó, chúng ta làm giảm nhiệt độ trong chuồng nuôi. Nhưng mà cái điều này nó không có được đúng lắm ở hai cái cạnh. Thứ nhất là cái giọt nước mà anh chị cho ra, cái áp lực nước nó không có đủ lớn để mà tạo thành một cái dạng mình hay gọi là phun mù. Mù ở đây có nghĩa là khi mà cái giọt nước mà anh chị bắn ra đó, mình nhìn giống như khói á, chứ không phải là cái tia nước mà là khói. Và với cái áp suất của cái phun này nó khoảng trong 200 PSI thì để đạt được cái phun mù mịn, thì cái phun này nó mới có giá trị trong việc mà làm giảm cái nhiệt độ của chuồng, nhưng mà không làm tăng quá nhiều cái ẩm độ của chuồng nuôi. Và một yếu tố thứ hai nữa là trong quá trình quét nhiệt á, chúng tôi thấy là khi các anh chị phun nước như vậy á, thì với những cái kích thước của cái giọt nước nó quá lớn, nó sẽ rớt xuống ở dưới nền và vô tình nó rớt luôn vào trong cái máng ăn và làm cho cái thức ăn của con gà các anh chị nó bị lên men. Chính vì vậy con gà mấy anh chị nó rất là dễ bị nấm trong cái giai đoạn này, đặc biệt là nó nấm diều á, nó rất là nhiều. Hoặc là con gà mấy anh chị sẽ bị tiêu chảy nếu như chúng ta sử dụng cái biện pháp phun nước không phù hợp, nghĩa là chúng ta chỉ dùng cái máy áp lực chúng ta phun, hoặc là dùng những cái bếp thông thường giống như phun mình cái giọt nước nó quá lớn. Chúng ta có thể là giảm mật độ nuôi, nếu như mà mùa nắng á, thì chúng ta có thể giảm bớt cái mật độ nuôi để làm cho tăng cái độ thông thoáng trong chuồng. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái hàng cây để che bớt cái ánh nắng chiếu vào. Tuy nhiên cái cây này á, là để che ánh nắng, nhưng mà đôi khi ở các trang trại mà chúng tôi thăm thì lại thấy vô tình á, là nó che khuất luôn cái khoảng hở của cái mái nhà, cái đoạn mà từ mái xuống dưới nền á, cho nên vô tình nó làm cho cái chuồng mình mất đi cái độ thông thoáng. Cho nên cái cây của anh chị á, cái tán nó phải từ mái trở lên chứ đừng có thấp ở dưới mà nó làm mất cái độ thông thoáng chuồng nuôi. Và dọn phân thường xuyên hơn nữa, bởi vì phân nó sẽ phân hủy, và nó phân hủy thì nó sẽ làm tăng nhiệt độ ở trong chuồng nuôi cũng như các chất khí mà hồi nãy chúng ta đã trao đổi. Cho nên thông thường thường quy, ví dụ một tuần chúng ta dọn phân một lần, thì bây giờ cái thời gian mà mình dọn phân trong chuồng phải nhặt hơn. Ví dụ một lần các anh chị tăng lên một tuần mấy anh chị tăng lên 2 hoặc 3 lần để cải thiện cái môi trường chăn nuôi. Thì một cái yếu tố nữa là về kiểm soát chế độ cho ăn và dinh dưỡng. Thật ra nhóm chúng tôi là cái nhóm bên bệnh, thành thử đi sâu vào dinh dưỡng á, thì tụi tôi không dám, bởi vì kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng tụi tôi không cao. Các anh chị đi sâu vào khẩu phần của từng chất một á, thì các anh chị phải gặp chuyên gia về dinh dưỡng. Ở đây chúng tôi có những cái công thức chung thôi. Thứ nhất là chúng tôi đang muốn nói về thời gian các anh chị vào ăn. Và đây là một cái bảng mà người ta đang theo dõi về cái phản ứng của con gà trong điều kiện rét nhiệt từ sáng sớm tới chiều tối như thế nào, và cái việc mà tiêu thụ thức ăn ra làm sao. Thì tóm lại trong cái bảng này cho thấy là con gà nó thấy thoải mái và nó ăn được cái lượng thức ăn tốt nhất vào hừng đông sớm cho tới đầu buổi sáng. Và sau đó từ bắt đầu buổi trưa cho tới cuối giờ chiều, gà các anh chị vẫn còn đang bị rét nhiệt.
Và khi qua tới buổi tối á, con gà mấy anh chị mới quay lại cái hoạt động bình thường. Cái điều này khi mà ra sản xuất á, thì chúng tôi thấy là chúng ta để ý vào buổi trưa thì có, nhưng ở vào buổi chiều á, thì đôi khi chúng ta cho con gà ăn vẫn còn hơi sớm, vẫn còn hơi sớm khi mà thật sự nó vẫn còn rất nhiệt. Bởi vì nhiệt độ ở ngoài môi trường có thể giảm xuống lúc 3-4 giờ, nó có thể mình có thể bớt đi á, nhưng cái ảnh hưởng của rất nhiệt trên con gà nó vẫn còn. Cho nên mình có thể lùi cái thời gian ăn lại trễ hơn để con gà mình nó hoàn toàn thoải mái tiêu thụ được cái lượng thức ăn và tiêu hóa cái thức ăn tốt nhất. Tóm lại, chúng ta hạn chế cho ăn khi thời tiết nóng. Thông thường thời tiết nóng trong mùa nắng thường là khoảng từ 10 giờ đó cho đến buổi chiều 3-4 giờ chiều là thời khoảng mà con gà các anh chị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiệt nhiều nhất. Và một trong những cái khuyến cáo người ta khuyên mình là khi mà con gà đạt đỉnh điểm của rất nhiệt, ví dụ 12 giờ trưa, thì cái thời gian mà chúng ta cho ăn phải cách cái khoảng mà đỉnh điểm đó ít nhất là 4 tiếng tới 6 tiếng đồng hồ, thì cái việc tiêu hóa thức ăn của con gà mới đạt hiệu quả tốt nhất. Thứ hai là khẩu phần thức ăn phù hợp, có nghĩa là lúc này con gà các anh chị đã phải giảm ăn do stress thì chất lượng thức ăn chúng ta phải tăng lên để đáp ứng lại được đủ cái nhu cầu về dinh dưỡng do giảm ăn. Tuy nhiên á, thì một số cái báo cáo rằng nếu mà chúng ta cho cái lượng protein quá cao để tăng cường cái hiệu quả của thức ăn thì lại là đi ngược với sinh lý của nó. Bởi vì cái tiến trình tiêu hóa protein sẽ làm cho con gà chúng ta rét nhiều hơn, có nghĩa là việc sinh ra nhiệt nó nhiều hơn và cái chất những cái chất thải của nó kém hơn. Cho nên thay vì tăng cái lượng protein thì chúng ta sẽ tăng những cái acid amin tổng hợp sẵn để con gà chúng ta đỡ đi cái quá trình mà tiêu hóa protein. Một vài cái đo lường, ví dụ lượng thức ăn sẽ giảm khoảng 1,2% cho mỗi lần tăng 1 độ C trong khoảng nhiệt độ 22 tới 32 độ C, và 5% khi tăng 1 độ C trong phạm vi nhiệt độ từ 32 tới 38 độ C. Có nghĩa là 1 độ nó sẽ ăn giảm đi 5% cái lượng thức ăn theo nhu cầu. Tiếp theo là nước. Con gà sẽ uống nước để tỏa nhiệt, cho nên là chúng ta phải cung cấp nước mát, và cái nhiệt độ nước là một điều cực kỳ quan trọng trong sản xuất. Đối với con gà đang rét nhiệt thì nhiệt độ nước tối đa là 23 độ C là phù hợp. Có nghĩa là tối đa nha anh chị, nhiệt độ phải thấp hơn như này. Nhưng mà thông thường khi chúng tôi tới trại đo lường, rất là nhiều trại không đạt được nhiệt độ này. Bởi vì hai cái lý do. Lý do thứ nhất á, là cái bồn nước các anh chị không có được che chắn. Có nghĩa là bồn nước chúng ta để ở ngoài trời, hoặc là cái đường ống dẫn từ cái bồn nước đi vào trong cái nơi mà uống nước á, thường nó nổi ở trên bề mặt, không có được che chắn, hoặc là cái đường ống nó tương đối nhỏ mà nhiệt nó sẽ hấp thu trong cái giai đoạn này. Cho nên các anh chị lưu ý là phải che chắn cái bồn nước để làm sao cái nước nó nằm dưới 23 độ C. Và kế đây là chúng tôi có một cái nhiệt kế. Thật ra cái nhiệt kế này rất là rẻ tiền nhưng mà nó hữu dụng cho các anh chị ở trong ra trại, là nhiệt kế để đo nước ngay cái nấm uống, ngay cái máng uống, để biết rằng nhiệt độ nước con gà chúng ta có phù hợp hay không, hoặc là áp lực nước có đều không, có phù hợp hay không. Phù hợp ở đây là cái lượng nước mà chúng ta lấy ra, nhất là cái cho uống bằng nấm á, nấm uống á, thì cái áp lực nó có đều hay không và nó có phù hợp hay không, yếu quá hay mạnh quá để dẫn tới con gà chúng ta sẽ bị kém uống nước. Cho nên là các anh chị nên kiểm tra thường xuyên cái nước trong cái chuồng trại, bao gồm hai yếu tố: một là nước phải đủ mát, và thứ hai là cái áp lực nó phải đều. Ở đây là một cái nghiên cứu về cái nhiệt độ nước ảnh hưởng lên cái tăng trọng của con gà cóp. Thì mấy anh chị thấy là khi mà nhiệt độ chúng ta mà lên 37 độ thì cái tăng trọng của nó sẽ giảm đi 8,4% so với cái nhiệt độ phù hợp theo cái nhu cầu của nó. Tương tự chúng ta cũng phải kiểm soát chất độn chuồng cho nó phù hợp, hợp lý. Có nghĩa là ẩm độ của chất độn chuồng luôn luôn nằm ở dưới mức 25% là ẩm độ của chất độn chuồng phù hợp. Bổ sung cái vitamin. Hai cái vitamin cực kỳ quan trọng trong cái việc mà hỗ trợ cái đàn gà trong cái quá trình rét nhiệt là C và E. Hai vitamin này nó tham gia trong cái quá trình chống oxy hóa. Đó. Thì có nhiều cái nghiên cứu về cái việc bổ sung hai cái vitamin E và C này vào trong thức ăn
Ví dụ như ở đây á, là trên con gà đẻ người ta bổ sung C và E riêng với cái lượng 150mg cho một ký thức ăn, hoặc là người ta tập kết hợp cả C và E này trong cái thức ăn luôn, cũng đồng liều là 150mg cho mỗi vitamin trên một ký thức ăn. Thì người ta thấy là ở đây á, thứ nhất là cái chỉ số và nhiệt ẩm độ đều vượt mức, có nghĩa là con gà chúng ta nằm ở mức độ rất nhiệt tương đối cao. Và ở đây là cái hiệu quả của nó khi mà bổ sung vào, thì các anh chị so sánh trên cái lô mà lô không có bổ sung và lô bổ sung thì chúng ta thấy là hầu hết các chỉ số đều được cải thiện khá là tốt. Ví dụ như số lượng trứng, tỷ lệ đẻ, lượng thức ăn tiêu thụ, hoặc là cái hệ số chuyển hóa thức ăn tính trên 10 cái quả trứng, tỷ lệ chết, vân vân. Thì chúng ta thấy là khi bổ sung E hoặc C hoặc cả hai vào trong thức ăn có cải thiện tốt với cái liều là 150mg cho 1kg thức ăn. Một số cái nghiên cứu khác cũng tương tự như vậy, với liều là 125 hoặc 200, hoặc có những cái liều lên 500mg đều cho một kết quả chung là cải thiện tốt cái năng suất sản xuất của con gà. Tuy nhiên ở đây nó có một cái nghiên cứu là người ta chỉ bổ sung C 40mg và E 70mg thôi thì không cải thiện. Với tất cả những cái kết quả này thì chúng tôi tóm lại một ý là mình có thể bổ sung C, có thể bổ sung E, có thể bổ sung cả hai. Nhưng mà cái liều thấp nhất trong tất cả những cái nghiên cứu này đang là khoảng 150mg cho mỗi loại trên một cái thức ăn, là cái liều mà các anh chị có thể ứng dụng. Từ 150 cho tới 500 là cái liều, khoảng liều mà chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta cung cấp những cái khoáng vi lượng cần, ví dụ như selen, hoặc là rơm, hoặc là kẽm, hoặc là phốt pho, hoặc là canxi vào trong cái khẩu phần thức ăn, hoặc là bổ sung vào trong nước thêm để cho con gà chúng ta nó chống lại stress, bởi vì các khoáng này tham gia trong cái quá trình hoặc là chống oxy hóa, hoặc là bổ sung lượng canxi, phốt pho mất đi do stress. Chúng ta bổ sung thêm điện giải, chúng ta bổ sung men, giống như nãy nói là mất cân bằng acid base thì chúng ta phải bổ sung điện giải cần thiết, hoặc là bổ sung thêm những cái chất. Ở đây chúng ta thấy là có một cái thí nghiệm về bổ sung cái sodium bicarbonate 1% thì nó sẽ tăng cái lượng trứng, tăng cái đáp ứng với miễn dịch đối với bệnh cụ thể là Newcastle và khả năng tiêu hóa tốt hơn. Cho nên tóm lại ở đây chúng ta bổ sung cái từ hay gọi chung là điện giải, electrolyte hay là nước điện khô á, cho con gà các anh chị trong quá trình mà bị stress nhiệt. Tương tự, stress nhiệt làm thay đổi cái hệ vi sinh vật đường ruột thì chúng ta cũng bổ sung những cái chất mà nó có thể là giúp cho cái đường ruột tốt hơn, ví dụ men vi sinh sống, hoặc là những cái chất mà giúp cho cái hệ vi sinh vật đường ruột phát triển tốt hơn, mình gọi là prebiotic, nó được chiết xuất từ những cái loại thực vật hoặc là những cái chất mà nó giúp cho bổ sung cái hệ thống, tăng cường cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Một điều lưu ý quan trọng nữa, các anh chị lưu ý là luôn luôn theo chặt và hỗ trợ cái gan. Bởi vì như từ đầu chúng tôi trao đổi là gan là một cơ quan cực kỳ quan trọng trong cái việc sản xuất của con gà. Đồng thời là nó cũng là một cái cơ quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như con gà mấy anh chị là rất nhiệt. Thì ở đây tôi đưa một cái sơ đồ để mấy anh chị biết là cái chất nào cần trong cái việc mà hoạt động của gan, và đương nhiên nó cần cái nào thì chúng ta bổ sung ngay cái đó để mà cái gan nó có thể phục hồi được đó. Thì những cái chất này chúng ta hay gọi là chất hỗ trợ gan hay bổ trợ gan, bổ gan ở trên thị trường. Nói tóm lại, stress nhiệt là nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc sản xuất và hiệu quả chăn nuôi của các anh chị, và điều này được chứng minh qua cái đợt nóng, nắng nóng đầu năm vừa rồi là làm cho các anh chị rất là mệt mỏi và tốn rất là nhiều chi phí cho giảm cái năng suất cũng như là chống cái stress nhiệt. Thì cái cách chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên là tìm giải pháp giảm nhiệt độ cho chuồng nuôi, xây dựng chuồng cho nó phù hợp, hoặc là chúng ta che chắn để giảm bớt cái hiện tượng bức xạ nhiệt của mùa nắng. Hoặc là ở đây tôi xin được nhắc lại một yếu tố mà các anh chị làm rất là nhiều nhưng mà lại gây cái hậu quả hơn là hiệu quả, là chúng ta phun nước ở trong chuồng mà nó không phù hợp với áp lực của nước, dẫn tới cái chuồng các anh chị ẩm hơn,
và cái thức ăn của anh chị bị hư. Và điều này chúng tôi gặp rất là nhiều trong cái quá trình mùa nóng mà chúng tôi đi thăm trại. Và lưu ý là cái nắng nhiều là một trong những cái mà thấy rõ ràng nhất khi mà anh chị phun nước này. Thứ hai là chúng ta cố gắng quản lý chuồng nuôi, bao gồm nhiệt độ, bao gồm ẩm độ. Ví dụ như nãy tôi có những cái việc cụ thể các anh chị làm đó, có nghĩa là cái chuồng của chúng ta phải được dọn dẹp sạch sẽ hơn, thông thoáng hơn, dọn cái phân nó thường xuyên hơn để giảm tối thiểu cái lượng mà nhiệt tỏa ra do quá trình chăm nuôi mà bắt buộc phải có. Phải cấp nước cho phù hợp hơn, nước luôn luôn phải đầy đủ và nước đó phải thỏa mãn được hai yếu tố, một là sạch, hai là phải mát. Và cái từ mát ở đây các anh chị lưu ý cái nhiệt độ tối đa mà nó có thể uống được là 23 độ, mà miễn trên 23 độ là con gà các anh chị nó lại từ chối nước và lúc này trát nhiệt sẽ tăng lên. Chúng ta cải thiện về chất lượng cũng như là cái cách mà chúng ta cung cấp thức ăn cho phù hợp hơn. Ví dụ nhớ buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều là thời điểm mà con gà các anh chị phù hợp nhất cho cái việc ăn. Chúng ta sử dụng các chế phẩm sinh học, ví dụ như điện giải, ví dụ như khoáng, ví dụ như vitamin C, vitamin E, men, những cái chất chiết xuất từ thực vật hoặc là những cái chất mà chúng ta dùng từ là hỗ trợ gan. Ở đây chúng ta lưu ý là giải độc gan, thận để giúp cho con gà chúng ta chống lại cái hiện tượng trớt nhiệt tốt nhất. Thì đó là toàn bộ cái phần mà về trớt nhiệt trên gia cầm mà nhóm chúng tôi cũng muốn trao đổi với các anh chị. Để cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái phần trình bày của nhóm từ hồi đầu giờ tới bây giờ. Xin cảm ơn cô bài trình bày của cô Nguyễn Thị Năm. Cái đến là cái phần chia sẻ về một cái giải pháp thực nghiệm do anh Châu Điền Nhật Minh trình bày. Nhưng mà cũng xin nhắc lại với quý vị là nếu như các quý vị có câu hỏi trong lúc này, xin vui lòng gõ câu hỏi ở phần Q&A, tức là quý vị nhìn xuống cái phần dưới của màn hình, chính giữa có cái nơi có một cái ký hiệu là chữ Q và chữ N là chữ A và A, thì đó là cái phần nhấn đó để đặt câu hỏi. Thì ngay lúc này thì cô Nguyễn Thị Năm không thể trả lời câu hỏi, thì quý vị cứ đặt câu hỏi rồi sau đó ở cái phần kế đến thì sẽ có phần hỏi và đáp, thì cô Phương Lâm sẽ trả lời cho người các câu hỏi mà các quý vị đặt ra, và đồng thời mình cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp ngay sau khi câu hỏi đó kết thúc. Bây giờ kế đến phần trình bày của anh Châu Điền Nhật Minh. Xin cảm ơn và mời anh Minh. Xin chào. Xin chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn bài trình bày của cô Thu Nam, với một bài trình bày rất là hay và hấp dẫn. Thì để tiếp nối với bài trình bày của cô Thu Nam thì tôi xin được trình bày với tới quý vị ngắn gọn về một cái sản phẩm của EW. Nhưng trước khi đó thì tôi xin tóm tắt sơ lược về một vài cái ý chính mà tôi đã có được ở trong bài của cô Thu Nam. Ví dụ như là cái tác hại của trét nhiệt nó làm thay đổi hệ vi sinh đường vật theo hướng bất lợi. Vi khuẩn, những cái vi khuẩn như là Salmonella hay là Campylobacteria nó có thể lợi dụng việc thay đổi nội tiết tố ở cơ thể vật nuôi làm do trách nhiệm tăng cường để phát triển và gây bệnh. Và những cái ảnh hưởng của trách nhiệm nó làm cho giảm năng suất, giảm hiệu quả của thức ăn chăn nuôi, giảm sản lượng của trứng, giảm trọng lượng của trứng, hay là những cái hậu quả khác như là nó làm cho phân lỏng, hay là chế độ đường ẩm ướt, hay là giảm trứng bẩn, hay là tăng tỷ lệ trứng vỡ. Và nói tóm lại ảnh hưởng rất là nhiều tới năng suất của chăn nuôi. Thì hôm nay tôi xin được trình bày một cái dòng chiết xuất
thảo dược trong phòng chống chết nhiệt và để tăng cường năng suất của chăn nuôi. Đó là sản phẩm Activo và Activo Liquid. Ở đây sản phẩm được sử dụng để khống chế những vi khuẩn có hại và là một sản phẩm được dùng để thay thế kháng sinh và kháng sinh làm kích thích tăng trưởng và đồng thời được sử dụng để cải thiện năng suất của vật nuôi. Cơ chế tác động của sản phẩm có 3 cơ chế chính, đầu tiên là kích thích tiêu hóa và kháng khuẩn và cuối cùng là chống oxy hóa. Thì ở việc khi mà bị oxy, những con vật nuôi bị oxy hóa nội bào thì nó cũng sẽ tăng chết, thì cộng hưởng sẽ giúp cho cộng hưởng với lại cái chết nhiệt làm ảnh hưởng nhiều hơn tới vật nuôi nữa. Và nồng độ tối thiểu để ức chế vi khuẩn của sản phẩm Activo Liquid là 200 ppm, tức là tương đương với 200 ml cho 1000 lít nước đối với những cái dòng vi khuẩn như là E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Clostridium hay là Enterococcus vân vân. Và như chúng ta thấy ở đây thì Activo Liquid so với những cái chất chiết đơn thì đây là những cái bạn đã chứng minh được là cái M2C của sản phẩm là với 200 ppm. Như chúng ta thấy ở đây là đối với tất cả các dòng E. coli, đối với các dòng Staphylococcus và Clostridium perfringens và đối với tất cả các dòng Salmonella thì MIC nó bình quân là 200 ppm. Và đồng thời Activo Liquid diệt những cái con vi khuẩn mà đã kháng với kháng sinh như là E. coli hoặc Staphylococcus. Thì Activo Liquid hoàn toàn có khả năng diệt, tức là những con vi khuẩn này chúng ta sử dụng kháng sinh hoàn toàn không có hiệu quả với chúng. Hoặc là cái so sánh khả năng diệt vi khuẩn những con vi khuẩn như Staphylococcus, Clostridium hay là Salmonella, chúng ta so sánh với những kháng sinh như Ampicillin, Tylosin, Loram hay là Paracetamol, thì ở đây chúng ta thấy Loram là kháng sinh diệt khuẩn rất là mạnh, tuy nhiên là đã bị cấm, và Tylosin là một kháng sinh diệt khuẩn rất là mạnh, thì Activo cũng có khả năng diệt khuẩn tương tự như Tylosin và thậm chí mạnh hơn Ampicillin và Paracetamol đối với các dòng Staphylococcus và Clostridium. Và ở cột bên này chúng ta thấy đối với các dòng Salmonella thì Activo Liquid có khả năng diệt khuẩn mạnh nhất so với kể cả ba loại kháng sinh ở trên. Và đối với con Salmonella thì chúng ta biết Salmonella đề kháng với rất là nhiều loại kháng sinh, và đây là một cái kết quả kiểm tra kháng sinh đồ ở Việt Nam vào giữa năm 2019. Thì với kết quả kiểm tra kháng sinh đồ này ở trong một trang trại chăn nuôi rất là lớn thì chúng ta thấy là Salmonella đã kháng với hầu hết tất cả các loại kháng sinh. Chúng ta nhìn trên màn hình sẽ thấy chữ R ở đây là resistant, là đã kháng với hầu hết tất cả các loại kháng sinh như là Ampicillin, Cana hay là Tetiadoxy, chỉ Haquinon không được sử dụng trên gà vẫn kháng, Enro và Cetinomycin. Và ngắn gọn một cái thí nghiệm được thực hiện ở trên gà thịt ở Việt Nam. Thì với thí nghiệm này, nhóm đối chứng có 30.000 con và nhóm sử dụng Activo Liquid có 50.000 con. Và kết quả của thí nghiệm đối với cái lô có sử dụng Activo Liquid thì cải thiện được tỷ lệ chết là 1.73%. Trọng lượng trung bình tăng được 160 gram trên một con gà. Và tốc độ tăng trưởng hàng ngày là tăng 1,7 gram cho một con và chỉ số hiệu quả được đánh giá là tăng 17 điểm. Và cuối cùng thì chủ trang trại đánh giá là trên cái hiệu quả của đầu tư, thì với chi phí đầu tư là 15 triệu cho 50.000 con và lợi nhuận đem về được là 205 triệu, như vậy thì hiệu quả đầu tư tỷ lệ là 1:13, có nghĩa đầu tư 1 đồng đem về 13 đồng. Hay là tính chi tiết hơn thì đầu tư cho mỗi một con gà là 307 đồng, nhưng mà lợi nhuận đem về được là 4.000 đồng cho một con. Và tóm tắt kết quả của thí nghiệm thì thông qua việc sử dụng Activo Liquid sẽ giảm được cái việc sử dụng kháng sinh 800 đồng trên một con gà, chất lượng gan bàn chân tốt hơn, tỷ lệ chết thấp hơn như là giảm được 1,7%, FCA tốt hơn, tăng chậm tốt hơn. Và một quan sát nữa được thấy ở đây là cái tỷ lệ viêm loét mề ở trên gà được cải thiện rất nhiều. Thì chúng ta thấy ở đây là control, thì cái mề bị viêm loét rất nhiều, nhưng mà ở lô có sử dụng Activo thì cái mề rất là sạch và đẹp. Và đây là ở lô thứ hai là control, chúng ta thấy cái mề của nó bị loét rất là nhiều, và lô sử dụng Activo thì mề rất là đẹp. Và đối với gà đẻ giống hoặc là gà đẻ, chúng tôi cũng khuyến cáo những chương trình sử dụng như là chúng ta sử dụng dạng bột ở trong thức ăn là 100 gram cho 1 tấn, và ở trong nước uống
Ở đây chúng ta sử dụng ở các tuần như tuần 1, tuần 2, tuần 3 và giai đoạn học vị, giai đoạn chuẩn bị lên đẻ và giai đoạn bắt đầu đẻ. Thì mỗi một giai đoạn này chúng ta sử dụng 4 ngày hoặc là 7 ngày. Và tại sao lại sử dụng vào những giai đoạn này? Đây là những giai đoạn stress rất là lớn đối với con gà. Thì Activo cũng được sử dụng để khống chế những cái điều kiện stress của con gà. Và mục tiêu của sản phẩm giúp cho cái tỷ lệ đẻ cao hơn, tỷ lệ sống cao hơn, tỷ lệ đồng đều của con gà tốt hơn, giảm tỷ lệ trứng dơ, giảm các cái bệnh đường ruột và sẽ giúp giảm được sử dụng kháng sinh. Và rất là nhiều những thí nghiệm trên toàn cầu thì chỉ ra rằng là việc sử dụng sản phẩm sẽ giúp tăng được 2,4% sản lượng trứng hoặc là 3-4 trứng cho một con gà đẻ giống. Và liều sử dụng khuyến cáo như thế nào đối với Activo Liquid trên gà và vịt là 200ml cho 1.000 lít nước, đối với heo cai sữa là 500ml cho 1.000 lít nước. Và Activo dạng bột sử dụng cho gia cầm là 100g cho 1.000 kg thức ăn và cho heo là 200g cho 1.000 kg thức ăn. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị gặt hái được nhiều thành công. Và nếu các quý vị có thắc mắc về sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ với Minh với số điện thoại là 0913926036 có trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ xin cảm ơn anh Châu Đình Nhật Minh qua phần trình bày về giải pháp thực nghiệm sử dụng một chiết xuất từ thực vật để có thể giúp hạn chế cái stress nhiệt trên gia cầm cũng như tăng cường cái khả năng diệt khuẩn trên đường ruột. Thì sau đây là cái phần hỏi đáp. Đây, sau đây là phần thảo luận và hỏi đáp. Thì đầu tiên cô Thu Năm sẽ trả lời các câu hỏi trong cái phần Q&A. Có nghĩa là trong lúc này thì quý anh chị nếu có câu hỏi thì có thể tiếp tục đặt câu hỏi hoặc vào cái phần Q&A. Còn nếu như để tránh trường hợp là nhiều người mở cái microphone cùng một lúc, cho nên nếu anh chị nào muốn trao đổi trực tiếp thì xin vui lòng bấm cho cái nút là giơ tay, thì khi đó mình sẽ lần lượt mời từng người. Tại vì do cái đường truyền của mình thì cũng khá là đông, cho nên là mong quý anh chị thông cảm, mình sẽ lần lượt mời từng người. Nhưng đầu tiên là cô Thu Năm sẽ trả lời những câu hỏi đã được đặt ra sẵn trong cái phần Q&A. Và xin nhắc lại cho quý anh chị là sau cái phần buổi thảo luận này thì cô Thu Năm sẽ chọn ra 3 câu hỏi hay nhất để công ty Edugen có 3 phần quà cho các câu hỏi đó. Mong quý anh chị cũng nán lại để có thể biết được kết quả ai là người may mắn. Và bây giờ là đầu tiên là xin mời cô Thu Năm trả lời là người các câu hỏi trong cái phần Q&A. Dạ mời cô Thu Năm. Xin chào các bạn và các anh chị. Câu hỏi thứ nhất là của bạn Nguyễn Bảo, chắc là bạn tên Nguyễn Bảo. Gà bị stress nhiệt đẻ trứng đem ấp thì con gà con có bị ảnh hưởng hay không? Theo em thấy trong từ thời gian nắng nóng mùa hè, trứng có biểu hiện dị dạng. Gà ấp ra có các biểu hiện như mù mắt, lệch mỏ. Thì cái vấn đề của bạn thấy là chính xác, bởi vì chắc chắn một điều vấn đề bạn hỏi và bạn cảm nhận được, bạn thấy được là chính xác. Bởi vì như trong phần trình bày á, một số cái thí nghiệm các bạn thấy là ngoài cái việc mà ảnh hưởng tới năng suất thì nó còn ảnh hưởng tới chất lượng trứng, bao gồm cả vỏ trứng và bên trong lòng đỏ trứng. Con trống cũng bị ảnh hưởng luôn về tinh trùng nữa, cho nên là chắc chắn là con gà con của mấy bạn nở ra từ con gà mẹ bị chết nhiệt sẽ không có cái chất lượng cao như một con gà mẹ bình thường. Câu thứ hai là của bạn, chắc là bạn Trúc quá. Cho em hỏi cái cách tính nhiệt độ cảm nhận của gia cầm và nhiệt độ cảm nhận của con gà với con gia cầm với con heo có khác nhau hay không? Thì ở đây là một số cái thông số để chúng ta có thể tính được tương đối về cái nhiệt độ cảm nhận nè. Thứ nhất á, liên quan tới ẩm độ. Nếu như ẩm độ môi trường nhỏ hơn 50% thì nhiệt độ môi trường bao nhiêu
con gà sẽ cảm nhận đúng với cái nhiệt độ đó. Ví dụ như là nhiệt độ môi trường mình là đang là 27 mà ẩm độ là từ 50% trở xuống thì con gà mình cũng cảm nhận được là 27 độ. Nhưng mà nếu như cái ẩm độ từ 50% mà tới 80% thì cứ 10% tăng lên của ẩm độ, mấy bạn phải cộng thêm một độ nữa. Ví dụ cụ thể, ví dụ với 27 độ nhiệt độ môi trường đó mà ẩm độ mấy bạn 60% thì có nghĩa là con gà mình đang phải cảm nhận cái nhiệt độ 28 độ, lên 70 là 29 và lên tới 80 là 30 độ, mặc dù cái nhiệt độ môi trường mình đang là 27. Nếu như cái nhiệt độ ẩm độ của môi trường mình mà nó trên 80, từ 80 trở lên thì cứ mỗi 5% mình phải cộng lên 4 độ. Có nghĩa là nếu như nhiệt ẩm độ môi trường của mình hồi nãy á, là 80 là con gà của mình đang là 30 rồi đúng không? 85, mấy bạn phải cộng thêm 4 độ nữa là thành 34 độ. Và lúc này mặc dù ngoài môi trường mấy bạn đo được là 27 độ C, nhưng mà cái con gà mình đang phải chịu đựng nhiệt độ là 34 độ. Đó là cái cách tính cái sự tương quan của nhiệt độ và ẩm độ. Nhắc lại nha, là từ dưới 50 thì cảm nhận nhiệt độ của con gà bằng nhiệt độ môi trường. Từ 50 cho tới dưới 80, cứ trên nó cứ tăng 10% thì chúng ta cộng thêm 1 độ. Từ 80 trở lên, cứ mỗi 5% nhiệt ẩm độ tăng lên, chúng ta phải cộng thêm 4 độ. Thì đó là cái cách mà mình tính nhiệt độ cảm nhận. Và một cái thông số nữa người ta dùng để điều hòa cái nhiệt độ này, có nghĩa là sau khi chúng ta cộng ẩm và nhiệt lại rồi á, thì người ta sẽ dùng một cái gọi là tốc độ gió. Người ta tăng cái quạt gió lên để người ta giảm đi cái nhiệt độ. Thì như thế này, cái tốc độ gió nó sẽ làm giảm nhiệt của con gà tùy theo lứa tuổi. Nếu mà con gà của mấy bạn á, mà dưới 1 tuần tuổi, thì khi mấy bạn tăng cái tốc độ gió lên cứ 1 m/s thì cái nhiệt độ cảm nhận sẽ được giảm đi 8 độ. Tuần thứ 2 là sẽ giảm đi 6 độ. Tuần thứ 3 là sẽ giảm đi 4 độ. Và tuần thứ 3 tới tuần thứ 5 nó sẽ giảm đi 3 độ. Và cái độ này sẽ được duy trì luôn cho tới con gà lớn. Có nghĩa là khi con gà lớn, gà đang đẻ chẳng hạn, mấy bạn tăng cái vận tốc gió lên á, là cứ 1 m/s thì con gà mấy bạn sẽ giảm đi được 3 độ. Thì đó là cái cách tính tương quan giữa cái nhiệt độ cảm nhận của con gà cầm với ẩm độ và tốc độ gió trong chuồng nuôi. Câu thứ 3 là khi con gà đã bị rét nhiệt, ví dụ ở dạng cấp tính, thì chúng ta có thể can thiệp cải thiện tình hình được không? Nếu có thì nên ưu tiên giải pháp nào nhanh và hiệu quả nhất? Thật sự một điều không may nếu mà con gà chúng ta đã tới dạng cấp tính, có nghĩa là đã biểu hiện lên mệt và chết rồi á, chết mà theo kiểu mà cấp tính mà hàng loạt á, thì thật lòng mà nói các biện pháp chúng ta đều đã trễ. Tất cả các biện pháp mình đều đã trễ. Cái này chúng ta nhìn thấy rõ nhất là trong những cái chuồng lạnh mà đôi khi bị cúp điện á, mọi biện pháp đều trễ. Tuy nhiên thì giống như mình dùng biện pháp á, là còn nước còn tát á, thì mọi cái việc chúng ta bây giờ là làm sao giảm tối đa được cái nhiệt độ của cái môi trường và giảm cái giãn đàn gà ra, là giảm mật độ nuôi. Thứ ba là cái nước cung cấp để cho những con gà nào nó vẫn còn khả năng tiếp nước á, thì cái nước nó càng mát là càng tốt. Thì thứ nhất á, là thường á, mấy anh chị thấy là đối với những cái trường hợp như thế á, thì phải hạ nhiệt độ môi trường xuống. Mà thật sự trong chăn nuôi mà hạ bằng những cái biện pháp khác thì khó. Nhiều cái trang trại các anh chị thấy là người ta cần phải bung bạt lên luôn á, để tăng cái quạt lên và giãn cái đàn gà ra rộng nhất có thể để hạn chế bớt cái rét nhiệt. Và thứ hai á, cái động thái mình tiếp theo nữa là mình có thể đưa cái làm giảm cái nhiệt độ xuống. Nhiều trang trại là người ta đưa cái đá vô trong cái bình nước á, để làm giảm cái nhiệt độ nước xuống.
Có anh chị là tắm luôn, có nghĩa là dùng biện pháp là xịt thẳng vô trong cái con gà luôn. Thì khi mà chúng ta tắm như vậy nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một á, là những con nào nó đã mệt quá rồi á, thì nó sốc nhiệt, mấy đứa đó sẽ chết nhanh hơn. Nhưng mấy con còn khỏe khỏe á, thì đúng là có làm giảm nhiệt, bởi vì lúc đó cái nước mát nó tác động vào trong con gà thì con gà cảm giác được á, là nó mát. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là sau khi chúng ta phun xong thì nó lại chịu cái ảnh hưởng thứ hai, cái đợt sau của cái việc tắm con gà là cái lông con gà nó bị ướt, cái da nó bị ướt, nó cản trở cái chiều tỏa nhiệt, nó sẽ tiếp tục bị rát nhiệt do cái việc mà chúng ta tắm. Thì thật ra cái việc tắm cải thiện ngay lập tức, mình cảm giác vậy thôi, nhưng mà tắm là không có giá trị cao. Tiếp theo là cái câu về Activo thì chắc em trả lời giúp. Và một câu hỏi của các bạn hỏi là bản chất của sản phẩm Activo Liquid và có dạng bột hay không? Thì mình xin được trả lời thì bản chất của sản phẩm Activo Liquid là chất chiết từ thảo dược. Và dạng bột thì công ty cũng có dạng bột, và giữa dạng bột và dạng Activo Liquid thì chỉ khác nhau về các hàm lượng và một chút xíu về thành phần. Thì các bạn nào muốn hiểu rõ hơn về sản phẩm thì xin các bạn có thể email cho mình hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại, vì thời gian cũng đang rất là gấp rút. Cái đó là mình xin nhường cô Thu Nam tiếp tục trả lời. Và xin bạn hỏi về bản chất sản phẩm của Activo thì có thể gửi email cho mình sẽ cung cấp nhiều chi tiết hơn. Xin cảm ơn. Mời cô Thu Nam cho câu hỏi tiếp theo. À, nãy giờ bị tắt hả? Xin lỗi mấy bạn nha, mình trả lời lại nha. Cái câu hỏi của mình là yếu tố kết nhiệt có nó làm giảm cái pH máu. Xin lỗi, làm cho tăng pH máu, có nghĩa là kiềm hóa làm kiềm hóa máu, thì mình có thể sử dụng nước để bổ sung axit vào trong nước để hỗ trợ hay không á. Thì cái việc này mình cần phải làm rõ hai vấn đề. Một là vai trò của axit khi bổ sung là cái gì. Và thứ hai á, là khi axit này được hấp thu vào cơ thể thì cơ thể sẽ sử dụng như thế nào. Bởi vì á, cái việc mà điều hòa pH máu không phải là cái axit nó được hấp thu vào trong đường ruột là nó vào trong máu nó làm giảm hoặc tăng pH được đâu. Mà nó phải được điều chỉnh bởi các cơ quan trong cơ thể, cụ thể ở đây á, là thận. Cho nên cái ý đầu á, thì được đó, có nghĩa là khi mà bổ sung những cái axit vào trong này á, thì cơ chế của những axit hữu cơ là giảm pH của đường ruột xuống. Thì lúc này với cái pH đường ruột giảm thì con vi sinh vật có lợi thì dễ dàng phát triển hơn, mà con vi sinh vật có hại thì ức chế lại, có nghĩa là nó làm cho cái hệ thống vi sinh vật của đường ruột nó có cái cải thiện thì là có hiệu quả đó. Chứ còn làm pH máu thì chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu sâu hơn, chứ không đơn thuần là những bổ trợ axit cho uống thì pH nó được cải thiện đâu, mà nó là thông qua cơ chế cân bằng những cái ion. Nhiệt độ cảm nhận của gà có khác của heo hay không? Thì thật ra đó, về trên nguyên tắc đó, về sinh lý và cái đặc tính của từng loài nó có khác, giữa con heo với con gà có khác.
Nhưng mà những cái công thức hồi nãy mình đọc cho mấy bạn á, là được sử dụng chung trong cái chăn nuôi. Người ta vẫn sử dụng chung riêng cho con heo và con gà. Có nghĩa là cái sự khác biệt này nó không có quá lớn để ra từng loài. Từng loài mà người ta sử dụng cái cảm nhận đó để người ta điều chỉnh cái môi trường chăn nuôi của cả gà lẫn heo thông qua các thông số mà hồi nãy mình có đọc với bạn á. Dạ, xin trân trọng cảm ơn cái phần trả lời của cô Thu Năm. Do thời gian cũng đã hết thì bây giờ xin đây là thời gian để dành cho cô Thu Năm chọn ra ba câu hỏi mà cô tâm đắc nhất để trao ba phần quà cho quý anh chị. Cho nên trong khoảng thời gian này thì mong quý anh chị dành ít phút để trả lời để giúp chúng tôi để giúp bên công ty Edification cải thiện những cái webinar sắp tới, tại vì chúng tôi còn cái webinar ở vào các ngày là ngày 11 tháng 8, ngày 25 tháng 8 và ngày 9 tháng 9. Cho nên là mong quý anh chị sẽ dành thời gian để mà bắt đầu đưa ra những cái phản hồi về cuộc hội thảo ngày hôm nay. Mình có ở đây là mình có ba câu hỏi. Một câu hỏi về trách nhiệm có ảnh hưởng tới thì mình sẽ có ba câu hỏi á, của bạn Nguyễn Bảo, của bạn Trúc với lại bạn gì nè, Mohamed gì đó à, thì chắc là mình sẽ giờ cho xin phép được dành thêm 30 giây để các quý anh chị đưa ra những cái phản hồi về buổi hội thảo ngày hôm nay cũng như là những ý kiến để đóng góp cho công ty Invitation tổ chức các buổi hội thảo sắp tới tốt hơn. Giờ bây giờ còn khoảng là mười mấy giây sau cái phần thu nhận phản hồi này thì sau phần công bố ba câu hỏi mà cô Thu Năm tâm đắc nhất từ ba người tham dự thì công ty Invitation sẽ có ba phần quà và sẽ liên lạc với quý anh chị để mà trao quà đến tận tay quý anh chị sau cái buổi hội thảo này. Và bây giờ mình xin phép được đóng lại cái phần điều tra trước khi cô Thu Năm công bố cái kết quả. Ở đây là vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 sẽ là cái phần webinar thứ hai tiếp theo cái chuỗi webinar là của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn từ trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh với bài nói về tối ưu hóa miễn dịch trên heo. Thì mong quý anh chị dành thời gian để mà theo dõi, vì đây cũng là một chủ đề rất là hấp dẫn và rất đáng được quan tâm ở trong ngành chăn nuôi của Việt Nam hiện nay, vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020.
À, xin cảm ơn quý anh chị. Và bây giờ là phần công bố kết quả mà cô Thu Năm sẽ thông báo cùng các quý anh chị. Dạ, mời cô Thu Năm. Chào các bạn. Thì thật ra các câu hỏi các bạn đều là những câu hỏi rất là hay và mang cái tính chất là thực tiễn để giải quyết công việc. Thì với ba phần quà thì mình xin phép được chọn là bạn Nguyễn Bảo cái câu về ảnh hưởng của cái con gà con khi mà con gà mẹ bị trết nhiệt nè. Thứ hai là của bạn Trúc về cái cách tính nhiệt độ cảm nhận của cái con gia cầm nè. Rồi một cái bạn tên là Mohamed khi gà bị trết nhiệt á, thì mình có cái trết nhiệt cấp tính á, thì mình sẽ có cái biện pháp nào để cải thiện tình hình một cách mà tốt nhất. Thì mình xin phép chọn ba cái câu hỏi đó để công ty gửi cái phần quà đến cho các bạn. Và bây giờ để kết thúc cái buổi webinar sáng nay, một lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian, cũng như cảm ơn sự nhiệt tình tham gia và truyền đạt những cái kinh nghiệm từ cô Nguyễn Thị Thu Năm đến từ trường học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như hai bạn từ công ty Eat Nutrition, Châu Đình Nhật Minh và Đào Thị Kim Anh. Và mong quý anh chị tiếp tục dành thời gian để theo dõi cái buổi webinar sắp tới vào 9 giờ sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020 về tối ưu hóa miễn dịch trên heo, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn từ Trường Đại học Nông Lâm sẽ là diễn giả của chính của ngày của buổi webinar ngày hôm đó. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và xin chào tất cả các quý anh chị.